Không khí đón Tết đang ngập tràn trên mọi con phố, mai vàng cánh, đào đỏ thắm, quất vàng rực rỡ, hoa tươi khoe sắc dưới nắng xuân. Cái không khí ấy khiến cho những người phụ nữ xa chồng, xa con lên thành thị gắn mình với nghề quản gia. Những người vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ, hy sinh hạnh phúc cá nhân vì miếng cơm manh áo của gia đình cảm thấy nao lòng. Với họ, một suất dường như đã không còn trọn vẹn. Đó là cảm giác thiếu hương vị của sự ấm áp, thèm âm thanh rộn rã đầu làng cuối xóm và tiếc nhớ những giây phút quây quần chuẩn bị đón Tết bên người thân. Ngày hôm nay, kính mời quý vị và quý cư dân cùng gặp gỡ với những con người đó và hãy lắng nghe những chia sẻ của họ. Chào chị. Chị ơi, chị cho em biết là năm nay chị làm việc ở đây thì chị có về ăn Tết không ạ? Rất vui là năm nay chủ nhà của mình giúp việc ấy, thì họ đi nước ngoài cho nên là mình được về quê ăn Tết. Như năm ngoái ấy, thì họ ở đây chung với Việt Nam cho nên là mình phải ở đây giúp việc với họ đến Tết, cho nên là mình không được về ăn Tết với gia đình. Nhưng mà năm nay thì mình cũng được về ăn Tết với gia đình, mình rất vui. Bởi vì người ta bảo là dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui gia đình, cho nên là mình rất vui, cho nên mình cũng cảm ơn nhà chủ tạo điều kiện cho mình được về quê ăn Tết với gia đình. Cảm ơn. Năm mới chị có muốn chúc gia đình mình hay là gia đình chủ nhà được điều gì không ạ? Tất nhiên chứ, mình năm mới, nhân dịp năm mới thì mình muốn chúc gia đình mình, gia đình chủ nhà một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe, sang năm mới gặp được nhiều may mắn. Cô có thể chia sẻ cho cháu biết được cái công việc hàng ngày của cô là gì? Công việc hàng ngày của cô là phải đi buổi sáng ra quét dọn nhà cửa, xong rồi chuẩn bị rửa nhà, dọn rồi bếp nước, chuẩn bị cơm trưa. Và khi chuẩn bị cơm trưa thì có giặt giũ quần áo và tất cả những công việc hàng ngày nói chung là vất vả, đều lau chùi cửa nhà rồi. Khi lại còn chăm sóc cho cháu bé, đến khi chiều đến nói chung chỉ được nghỉ một chút buổi trưa thôi, còn chiều lại công việc về buổi chiều, đến chiều đến thì tầm chiều tối thì lại đi đón cháu bé, đến sau rồi còn đến là cháu lớn, còn bé thì lại phải chăm cho cháu ăn, còn đến tối đến lại chuẩn bị cơm nước, công việc cơm nước xong thì cũng lại lau chùi cửa nhà, bếp nước, nói chung là đều vất vả, rất vất vả. Thì năm mới sắp đến rồi, cái Tết mùi cũng cận kề rồi, thì không biết là năm nay cô có được về ăn Tết với gia đình của quê không ạ? Nói chung là tất nhiên là Tết thì cũng muốn là về để ăn Tết ở quê, nhưng mà vì là chủ nhà là rất thiết tha là muốn là ở lại để ăn Tết với chủ nhà, bởi vì là cũng là tạo điều kiện để cho về ăn trước là Tết vài hôm tầm của 28, chủ nhà muốn là mời lên để ăn Tết trên cùng với gia đình họ. Vâng, thì 28 cô lại phải từ quê ra đến toàn là đúng rồi, để nên đi từ công việc ăn Tết và luôn ở đây đúng không? Nên đây thì nói chung là việc mà ở nhà rất là vất vả, ở đây vất vả này mới là. Cô có thể chia sẻ cho cháu cái nguyện của cô trong năm tới không? Sang trong năm tới đây thì cô nguyện của cô là công việc vẫn là như vậy, thì là công việc là cuộc sống nên là đi làm như này là nói chung là cũng là có là vất vả lại xa nhà, thì có như Tết cận kề như này nói chung là nhớ nhà lắm, nhưng mà chủ nhà thì cũng thiết tha là cô ở lại ăn Tết với gia đình cô, gia đình họ, và cô thì cũng muốn là về nhà ăn Tết thôi, nhưng mà thôi cũng vì thôi cuộc sống gia đình thì thôi cố gắng để ở lại, thì coi như lúc nguyện là thôi đầu năm mới thì cũng chỉ không vắng nhà, nhưng mà thôi chúc gia đình mạnh khỏe, ăn Tết vui vẻ, chúc chủ căn nhà và căn hộ của cô làm đây là sang năm mới mạnh khỏe, ăn Tết vui vẻ. Thì cháu thay mặt cho ban quản lý nhà xin chúc cô và gia đình năm mới mạnh khỏe, và sang năm tới thì cô sẽ có nhiều thời gian hơn nữa với gia đình, chăm sóc gia đình, và chúc gia đình anh chị trên nhà mạnh khỏe, rất vui vẻ. Cảm ơn cô. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người xung quanh ta, luôn bên cạnh ta, họ có thể có những đóng góp thầm lặng nhưng vai trò của họ là không hề nhỏ. Cuộc sống là những chuỗi ngày học hỏi liên tục,
hãy luôn ghi nhớ và biết ơn họ bằng những hành động nhỏ của chúng ta. Cảm ơn quý vị và quý cư dân đã quan tâm theo dõi bản tin tuần này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.